Nếu như chính xác thì bạn sẽ có cơ hội bước vào vòng trong. Và trong vòng 13 chúng tôi sẽ có 13 tấm ảnh. Và các bạn sẽ lần lượt khi mà thấy bức ảnh đó rồi, các bạn có đáp án, các bạn sẽ giành quyền và cách giơ tay. Ai giơ tay trước thì các bạn sẽ trả lời đến khi nào chính xác thì thôi nha. Trong vòng 10 giây, nếu như các bạn mà không đoán được thì ba người còn lại sẽ giành quyền đoán. Và sau 13 tấm ảnh này rồi thì chúng tôi sẽ tổng kết lại. Hai bạn có số điểm cao nhất sẽ bước vào vòng chung kết, các bạn hiểu rõ chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ mời các bạn di chuyển sang khu vực bên này. Vâng, con cũng chưa mua được đâu, con đang ở trong Hồ Chí Minh ạ. Dạ, đứng hàng ngang nhá. Rồi tạm thời Sang sẽ đặt cho bạn Huy là A, bạn Hương là B, bạn Hà là C và bạn Tài, đúng không ạ? Tài là D. Khi mà Sang đưa ra tấm ảnh nào rồi thì Sang sẽ dựa vào các bạn, ai sẽ giơ tay trước thì Sang sẽ gọi. Ví dụ như là bạn Huy giơ tay sẽ đó là A trả lời thì bạn Huy sẽ trả lời bức ảnh này là gì nha. Cho Sang xin một chiếc video ạ. Và các bạn đã hiểu rõ được chơi chưa? Rất là đơn giản đúng không ạ? Khi mà Sang mời bạn nào trả lời thì ban tổ chức chúng tôi sẽ đưa mic cho các bạn trả lời nha. Và các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Rồi, các bạn đã sẵn sàng. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta vỗ tay một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ tinh thần cho bốn bạn của chúng tôi được không ạ? Nha, trò chơi đuổi hình bắt chữ xin được phép bắt đầu bức ảnh đầu tiên. Rồi xin mời bốn bạn, ai có đáp án giơ tay. Xin mời, ai có đáp án giơ tay. Rồi, xin mời bạn B. Em bắt đầu. Bắt đầu. Đúng không ạ? Bắt đầu hoàn toàn chính xác. Và chúng ta sẽ cùng đến với lại từ khóa thứ hai. Từ khóa thứ hai là gì? Xin mời hình ảnh tiếp theo. Rất là đơn giản. Con vật này là gì? Rồi xin mời bạn B. Báo thức. Báo thức hoàn toàn chính xác. Bạn B có 2 điểm rồi. Và xin mời tấm ảnh tiếp theo. Cái này rất là đơn giản rồi. Rồi xin mời bạn C. Cân bằng. Cân bằng hoàn toàn chính xác. Rất là đơn giản, những từ khóa của chúng tôi rất là đơn giản. Tất cả các chị chúng ta chỉ cần chú ý chút xíu là chúng ta đã đưa ra được đáp án rồi. Bây giờ xin mời tấm ảnh tiếp theo. Rồi xin mời bạn B. À, để bạn B vô đây trước. Obama. Obama, đúng không quý vị? Tiếng của tay quý vị cũng đã chứng minh rằng đây là câu đáp án chính xác. Và bức ảnh tiếp theo. Em như bà nào? Câu này là một câu ca dao. Rồi xin mời bạn A. Có đáp án không ạ? Câu này là một câu ca dao rất là thường gặp. Nói là khi mà chúng ta làm một điều gì đó thì chúng ta sẽ gặp. Rồi xin mời bạn C. Muốn hiểu qua mắt thở. Chưa đúng. Tiếp tục, vẫn còn cơ hội. Thân giao cách đạo. Chưa đúng. Tiếp tục, rồi xin mời bạn xe lại. Gieo gió gặt bão. Hoàn toàn chính xác. Rồi, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với lại bức ảnh. K
Cái này rất là dễ nhận ra. Thường được treo trên một loại động vật. Rồi xin mời bạn D. Lục lạc. Lục lạc, chính xác. Chúng ta sẽ cùng đến với lại bức ảnh tiếp theo nhá. Từ khóa này rất là đơn giản. Là một nhưng. Rồi xin mời bạn C. Mỹ Nhân Ngư. Mỹ Nhân Ngư. Chúng ta cùng xem nhá. Nước Mỹ, dấu nhân và ngư cá là ngư. Mỹ Nhân Ngư, chính xác. Chúng ta sẽ cùng đến với lại bức ảnh tiếp theo. Rồi xin mời bạn xe. Đất làm chim động. Chưa chính xác. Các bạn vẫn còn thời gian để suy nghĩ nha. Với bức ảnh này thì nó đã quá rõ ràng. Chúng ta có gì ạ? Đây là gì ạ? Rồi xin mời bạn C. Gò đi trên hạt. Chưa chính xác. Chúng ta có màu xanh là gì? Có con gì? Rồi xin mời bạn C. Rau chân vịt. Rau chân vịt hoàn toàn chính xác. Chúng ta cùng đến với từ khóa số 11. Xin mời bức ảnh tiếp theo. Cái này rất là đơn giản. Nó hiện rõ trên màn hình luôn rồi. Xin mời bạn nghe. Báo mèo. Báo mèo, chính xác. Bây giờ xin mời bức ảnh số 12. Cái này thì những nghệ sĩ hay... Rồi xin mời bạn về. Tưởng tượng hoàn toàn chính xác. Và từ khóa cuối cùng cho vòng này nha. Nhân vật chúng ta đang làm gì? Xin mời bạn B. Chân tướng chưa chính xác. Đây là một hoạt động. Rồi xin mời bạn D. Xem tướng. Xem tướng hoàn toàn chính xác. Và chúng ta kết thúc vòng loại đầu tiên. Bây giờ xin mời bốn bạn chúng ta sẽ bước hàng ngang bây giờ. Bây giờ Sang sẽ công bố nha. Là bạn A. Đây bạn A là bạn Huy. Chưa có điểm nào. Bạn B là bạn Hương. Được 1, 2, 3, 4 4 hình chính xác. Bạn C là bạn Hà. Cũng được 4 hình chính xác. Và cuối cùng là bạn Tài. Được kém hơn chút xíu 3 hình. Rất là tiếc và xin chúc mừng cho bạn Hương và bạn Hà đã bước vào vòng chung kết. À, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và xin mời hai bạn nữ của chúng tôi có thể di chuyển sang khu vực bên đây để chờ đợi vòng thi đấu thứ hai. Và bây giờ vòng loại thứ hai sẽ được mời 4 người chơi. Ai ạ? Rồi xin mời anh mặc áo vàng. Rồi xin mời chị mặc áo đỏ, quần đen. Rồi xin mời bạn mặc áo đen đeo ba lô và thêm một thành viên nữa. Ai ạ? Rồi xin mời bạn mặc áo sơ mi sọc. Rồi xin mời bốn bạn, chúng ta sẽ nhanh chóng di chuyển lên sân khấu ạ. Và theo thể lệ trò chơi như lúc nãy, chúng ta sẽ đến với lại vòng loại thứ hai, tìm ra hai nhân vật bước vào vòng chung kết. Và cho Sang hỏi là chị tên gì ạ? Chị tên Linh. Chị tên Linh. Em tên Định. Bạn Định. Ân. Dũng à. Dũng. Và bây giờ là lượt chơi thứ hai. Sang sẽ đặt cho chị Linh là A, bạn Định là B, anh Dũng, anh Ân là C và bạn Dũng là D nha. Và chúng ta sẽ cùng đến với lại lượt thi đấu thứ hai. Xin mời bức hình đầu tiên. Này rất là dễ. Cái này chúng ta liên quan đến một loại tình cảm.
Rồi xin mời. A.